À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. À, và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Kỷ Mùi tháng Giáp Thân năm Canh Tý, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Giáp Thân từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Thiên Thượng Hỏa, ngày Kỷ Mùi tức Can Chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày khát. Về nạp âm, Thiên Thượng Hỏa Kỷ Tuổi Quý Sửu Ất Sửu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa đoạn. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi thành Mộc cục, xung với Sửu hình Sửu, Hại Tý phá Tuất và Tuyệt Sửu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Sửu Ất Sửu, tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Dần Bính Dần Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như là sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Nguyệt Hư, Nguyệt Sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời Cô Có kỵ cái việc cưới hỏi các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Chính Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang chịu tác động xấu của cục diện tương hại mang lại, cho nên bạn tuổi Tý bạn trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt, bản mệnh có những cái suy nghĩ cực đoan, chỉ thích làm theo ý của mình, không muốn nghe theo lời của người khác đoạn. Và bạn tuổi Tý trong cái ngày Chủ nhật này vì tính nóng nảy, thiếu đi cái sự kiềm chế của bản thân, cho nên bản mệnh dễ phạm phải kẻ tiểu nhân, bạn cần phải chú trọng mọi việc trong ngày hôm nay. Một khi đã bắt tay vào làm thì không được lơ là, sơ suất là tạo cái kẽ hở cho những kẻ có cái ý đồ xấu lợi dụng và hãm hại bạn đó bạn tuổi Tý nhá. Trong cái ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý á, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa mệnh chủ và nữ kia của mình không được hài hòa. Bạn cần bớt chút thời gian chăm sóc cho cái công việc để lắng nghe và chia sẻ tâm sự với người ấy. Có như vậy thì vợ chồng mới thêm phần thấu hiểu được nhau bạn tuổi Tý nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng cầu tài lộc, bởi bạn đang chịu tác động của các sao xấu như là sao Hoang Vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ Thời Cô Có. Và theo Khổng Minh, hôm nay cũng là ngày xấu, không được thuận lợi bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, bạn dễ nổi nóng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy,
phạm phải tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, làm việc nên cẩn thận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, thiếu quan tâm nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, thích làm theo ý của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có tác động của tương hình, gây ra những cái tác động xấu cho sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Sửu, bản mệnh tự tin thái có nên thích vượt lên phía trước để thể hiện bản thân mình. Cái chuyện này khiến cho bạn gặp phải đủ những cái thứ vấn đề rắc rối xảy ra với mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định nào trong ngày, tránh tình trạng nông nổi, bốc đồng, không những không giúp cho người khác được mà còn người khác đánh giá thấp bạn, bạn còn làm phiền người khác khắc phục cái hậu quả của mình nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên ạ, ngày này đối với những bạn làm nghề tự do lại có được cái cơ hội hưởng cái thành quả lao động trong ngày hôm nay, những bước đi của bạn đang vô cùng đúng đắn, hãy vững tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, quá mức tự tin. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, thích thể hiện mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, được hưởng thành quả. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, nông nổi, bốc đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, bạn đang có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần dễ vướng vào những cái mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Mâu thuẫn có thể nảy sinh từ chính gia đình của bạn hoặc là ở nơi công sở, nơi những cái hành động tranh quyền đoạt lợi thường xuyên diễn ra bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn là người thẳng thắn và lý trí, vì thế bạn hãy giữ vững cái quan điểm cá nhân của mình, không nên nghe lời nói của một chiều rồi bị bất cứ ai đó lôi kéo vào. Nếu có thể, bạn hãy là người chủ động đứng ra để khuyên giải cho mọi người nhé. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc thổ. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ của bạn tuổi Dần với nửa kia không được như ý muốn. Bạn mệnh thường mang những cái chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến cái bầu không khí gia đình của bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang chịu tác động của một số sao xấu như là sao Hoang Vu, Địa Tặc, sao Nguyệt Hư. Và bên cạnh đó, Thiêu Khẩu Minh ngày này cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Xuất hành thì nghiệp khó thành, không có người giúp đỡ, điểm báo hao tiền, mất của đối bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, dễ vướng vào mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, quan hệ trục trặc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, giữ vững quan điểm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc,
không hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, không nên trút giận vào người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu ghi, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên cái vận trình công việc của bạn trong ngày tuổi hôm nay tiến triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Mão chưa đánh giá được chính xác cái năng lực của bản thân mình, nên dễ dẫn đến cái việc lập ra những cái kế hoạch không sát với thực tế cho lắm nhé. Và bạn tuổi Mão trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong ngày thì tốt nhất là bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh và xin ý kiến cấp trên. Nhiều người sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái gợi ý đúng đắn và những cái hướng đi mới mẻ hơn nhiều so với chính bản thân bạn đó nhé. Trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang có được tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mão cần phải chú ý mở rộng cái mối quan hệ xã giao. Không ai có thể sống một mình mà không cần tới cái sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, bạn tuổi Mão hãy cởi mở hơn để giữ liên hệ với những người đáng quý trọng bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Mão, bạn xuất hành cũng được thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chánh nam để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, ảo tưởng về bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, kế hoạch đề ra không sát thực. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, suy nghĩ nên cẩn thận. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có được chính tài chiếu mệnh, cho nên báo hiệu cho bạn tuổi Thìn sẽ gặp may mắn trên cái con đường tài lộc của mình ngày hôm nay nhé. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng xứng đáng vì những cái cống hiến hết mình cho tập thể đoàn. Và nếu như làm kinh doanh, buôn bán thì có thể tìm được những cái mối đầu tư có lợi hoặc là được thừa kế tài sản từ cha mẹ hoặc là những người đi trước đó bạn tuổi Thìn nhé. Đây chính là cái vốn quý giá để cho bạn tuổi Thìn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp tương lai của mình. Và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn không thích hợp để làm những cái việc trọng đại. Vì thế, bản mệnh nên đẩy lùi những cái kế hoạch trọng đại cho tới những ngày tốt hơn nhé. Ngày này không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa, kiêng cự cái việc ra sông nước, không có người giúp đỡ khi đi xa đối bản tuổi Thìn nhé. Đang có điểm báo có cái sự cãi cọ, thị phi, tai nạn, va chạm bất ngờ có thể xảy ra với bạn đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, nhận được phần thưởng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, thừa kế tài sản. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, không nên làm việc trọng đại.
Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có được hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay tiến triển được tốt đẹp. Bạn có thể gây ấn tượng được với người khác ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, mỗi khi bạn gặp khó khăn, tất cả mọi người đều sẵn sàng giang tay giúp đỡ cho bạn nữa. Trong cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi Tỵ và nửa kia của mình trong ngày hôm nay cũng đang tiến triển rất chi là tốt đẹp. Nhờ đôi bên luôn chia sẻ và tâm sự với nhau nên bạn có thể đoán được những cái suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng đối bạn tuổi Tỵ nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, thương quan chiếu mệnh, cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi Tỵ nên thay đổi cái tính hiếu thắng của mình. Suy nghĩ của bạn chưa chắc bao giờ cũng là đúng. Vì vậy, trước khi bảo vệ cái ý kiến của bản thân mình và phản đối suy nghĩ của người khác, bạn cần nghiên cứu lại thật kỹ mọi cái vấn đề đã bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, không nên xuất hành đi xa. Nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chánh nam để tăng thêm cái vận may cho mình. Theo khẩu minh, hôm nay cũng không phải là ngày tốt để xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc. Vì vậy, bạn nên hạn chế những cái việc quan trọng trong ngày hôm nay bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ xã giao tốt, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ được nhiều người giúp đỡ, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc thấu hiểu nửa kia, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim tính tình hiếu thắng, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy không thích nghe lời người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp được nhị hợp phù trợ, cho nên trong cái ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ rất phù hợp để cho bạn hợp tác làm ăn. Nhờ có cái tầm nhìn xa trông rộng mà bản mệnh tuổi Ngọ có thể tìm được những cái mối đầu tư rất chi là đáng giá, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần nữa rồi đó nhá. Ngày này cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ cũng rất chi là tốt đẹp, do bạn là người trọng tình trọng nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ trong cái thời điểm này chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích trong tương lai. Ngày này bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên hãy trò chuyện với nhau thật nhiều. Nếu con cái làm điều gì không đúng theo ý của bạn thì bạn nên nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không nên la mắng ép buộc bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim nên hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy có tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa thấu hiểu con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ trọng tình trọng nghĩa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc xã giao được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1,
số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi, cái vận trình của bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Mùi đang có báo hiệu gặp nhiều may mắn trên cái phương diện tài lộc cho mình nhé. Bạn tuổi Mùi, bản mệnh có thể nhận được một cái khoản tiền kha khá từ những cái công việc làm thêm của mình. Những người muốn thử cái vận may cũng có thể phát tài trong ngày hôm nay nữa đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn là người thông minh và nhạy biến. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá tự tin về cái bản thân của mình nên thành ra thích ba hoa hay thể hiện. Bạn hãy giữ cái thái độ khiêm tốn và chịu khó học hỏi thêm nhiều cái điều hay từ mọi người xung quanh nữa bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam để giảm bớt những cái rắc rối không mong muốn xảy ra với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim nhận được lợi nhuận, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy dễ gặp may mắn, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa có được cơ hội phát tài, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ thích ba hoa, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc cần khiêm tốn hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020. Trong ngày chủ nhật này, đối với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng, cho nên bạn tuổi Thân, đối với những bạn còn độc thân, trở nên rất chi là vượng vận về đào hoa. Và ngày hôm nay, bản mệnh dễ dàng thu hút được cái ánh nhìn của những người khác giới và có thể tìm được người ưng ý nếu biết mở rộng lòng mình của bạn tuổi Thân nhé. Tuy nhiên, đối với những người đã lập gia đình rồi thì cần phải biết giữ cái khoảng cách với những người có ý định tiếp cận với mình. Nếu ứng xử khéo léo, bạn có thể nhờ vào đó để khiến cho cái sự nghiệp của mình tăng tiến nhanh chóng hơn. Nhưng nếu không khéo léo, bạn có thể gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của bạn tuổi Thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, chính quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn có nhiều may mắn về cái con đường sự nghiệp của bạn. Bạn nếu như cố gắng hết mình và không nản lòng trước những cái khó khăn, bạn hoàn toàn có thể chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và nắm được cái cơ hội thăng tiến sự nghiệp trong tương lai với mình nữa bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy vượng vận về đào hoa, tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa gặp người như ý, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ biết giữ khoảng cách, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim có cơ hội thăng tiến đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Dậu, bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong công việc của mình ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn cần phải kiềm chế cái bản tính nóng nảy của mình lại, không nên chủ động gây xích mích với bất cứ ai trong ngày, và đặc biệt là cấp trên của mình.
Bạn tuổi Dậu, bạn có thể phạm phải tiểu nhân trong ngày hôm nay, vì vậy chớ nên dễ dàng tin theo lời của bất cứ ai trong ngày. Nếu làm trên cái cương vị lãnh đạo, bản mệnh cũng cần giữ đầu óc sáng suốt, không nên nghe theo cái lời tâng bốc của cấp dưới bạn tuổi Dậu nhé. Ngày chủ nhật này, bạn tuổi Dậu gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng, may mắn cái phương diện tình cảm của bản mệnh lại được tốt đẹp. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất chi là hòa hợp, đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có cái vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra những cái quyết định cuối cùng hợp tình hợp lý nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, cần cẩn trọng trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, không nên tin tưởng người. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tin tưởng nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, phạm phải tiểu nhân đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tương hình. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất trở nên quá thẳng thắn, bạn nghĩ gì nói nấy mà không suy nghĩ đến cái cảm nhận của mọi người, nên dễ làm mất lòng mọi người, khiến cho chính bản thân của bạn rơi vào nhiều cái chuyện rắc rối đối bạn tuổi Tuất nhá. Ngày này công việc của bạn mệnh tuổi Tuất cũng dễ gặp phải trở ngại nếu như bạn không suy nghĩ trước khi đưa ra cái quyết định, hoặc là không đánh giá đúng được cái khả năng, cái năng lực của bản thân mình. Những lúc gặp rắc rối, bạn nên phải bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ không nên quá lo lắng, áp lực bạn tuổi Tuất nhé. Thổ vượng, cái điều này cũng khiến cho bạn tuổi Tuất, bạn nhiều khi quá cố chấp với những cái suy nghĩ của mình, khiến những cái việc vốn đã rất đơn giản lại thành ra phức tạp với bạn. Và bạn tuổi Tuất á, bạn hãy thay đổi cái góc độ quan sát vấn đề, bạn sẽ thấy được nhiều việc trở nên dễ dàng hơn rất chi là nhiều bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này bạn tuổi Tuất cũng không nên tiến hành những cái công việc trọng đại, không nên xuất hành đi xa, bởi ngày này không được tốt, có các cái sao tốt chiếu mệnh như là sao Hoang Vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ Thời, Cô Quả, không phù hợp với làm những cái công việc trọng đại trong ngày bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tính tình thẳng thắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, công việc gặp trở ngại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, suy nghĩ không kỹ càng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, cố chấp bảo thủ đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày thổ khắc thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi trong ngày này và người nhà không được như ý muốn nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn mệnh có thể cảm thấy thất vọng vì ý kiến của mình không được sự ủng hộ của mọi người. Thay vì vùng vằng khó chịu, bạn hãy dành thời gian để xem xét lại cái kế hoạch của mình xem sao bạn tuổi Hợi nhé. Cái mối quan hệ của bạn tuổi Hợi với nửa kia của mình trong ngày hôm nay cũng không được bình yên cho lắm. Đôi bên có thể xảy ra chiến tranh lạnh vì cái sự thiếu thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề.
Vợ chồng không nên so đo, tính toán chi ly quá nhiều bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên á, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi, chính ấn chiếu mệnh báo hiệu cho bạn có được nhiều cái dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của mình. Bạn tuổi Hợi, bạn mệnh có thể tìm được cái cơ hội phát huy được cái sở trường của bản thân mình trong những cái tình huống khó khăn. Chắc chắn bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa không được ủng hộ, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ không nên thất vọng, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim cần phải bao dung hơn, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy bạn phát huy được sở trường của mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.